Xin chào cả nhà, đây là diện mạo của mình sau 7 ngày sau bão Yagi, 7 ngày không điện, không nước và không mạng. Ngày hôm nay mình làm cái video review về một combo 50 dao cạo râu 2 lưỡi của Avatar Việt Nam. Đấy, mình đã nhận được của Avatar Việt Nam từ 3 ngày trước rồi, nhưng mà vì mất điện, mất mạng nên mình không thể lên video review được. Hôm nay mình xin phép được mở hộp và review cái sản phẩm này cho mọi người nhé. Đây các bạn nhìn này, mình mua trên TikTok Shop nhé. Người gửi là Avatar Việt Nam này, được nhận của mình đây. Đấy. Kami 50 cây. Đây là dao cạo Kami 2 lưỡi 50 cây. Bóc thử xem. Mình nhận hàng được 3 ngày rồi nhưng mà chưa làm được video tại vì mưa gió bão, mất điện, mất mạng. Kami 50 cây, một túi 50 cây. Đấy. Qua túi của hãng luôn này. Avatar. Đấy. Mọi thắc mắc liên hệ đến án quan sản phẩm lưu đồng liên hệ số điện thoại của công ty này. Avatar Việt Nam nhé, trụ sở, để mình nhìn xem trụ sở của công ty đâu. Avatar Việt Nam trụ sở tại Phước Vân, xã Phước Vân, huyện Cần Đức, Long An. Ok, đây là dao 2 lưỡi, Kami 2 lưỡi. Ok, dao các bạn. Đấy, 2 lưỡi, mình cũng khá là ổn. Nó giống cái dao du lịch, cái dao loco vàng ấy. Rồi chúng ta sẽ thử đi test xem là cạo sẽ như thế nào nhé. Ok, đây là diện mạo của mình sau khi sử dụng lưỡi dao cạo râu Kami của Avatar Việt Nam. Thì cái combo 50 cái dao cạo râu Kami này chỉ có giá là 36.000 khi còn sale nhé. Giá 36.000 chưa đến 1.000 một cây. Đây các bạn nhìn này, vừa mình đã quay quá trình sử dụng dao cạo râu thì mình thấy là lưỡi của nó khá là sắc nhé. Khá là sắc, và khi nếu mà sau khi sử dụng mà vài lần mà nhột thì chúng ta có thể bỏ đi luôn, không cần phải thay lưỡi gì cả. Và nó có cái hộp để bảo vệ lưỡi sau khi mọi người cạo xong này. Một số lưu ý và cái kinh nghiệm của mình khi cạo cái dao cạo râu này là khi mọi người cạo ấy, thì mọi người nên bôi một chút bọt kem để cho nó làm trơn, và mọi người cạo một chút thì mọi người lại rũ cái dao cạo râu này với nước thì nó sẽ làm trôi đi cái râu mà rắt ở trong này. Nếu mà mọi người để rắt nhiều quá thì nó không thể cạo được râu nữa, mà cảm thấy nó rắt, nó mọi người lại cứ nghĩ là nó nhột nhưng mà không phải, mà vì râu nó nhét ở trong này đấy. Và mọi người rũ với nước, cứ vào cạo vài lần mọi người rũ với nước thì nó sẽ trôi râu đi và nó không bị kẹt vào đây, thì cạo nó sẽ rất là trơn. Và nó sẽ tốt cái sau khi cạo thì mọi người nhớ vẩy sạch nước đi thì nó không sẽ không bị làm han dao hoặc là bị rỉ dao nữa mọi người nhé. Sản phẩm đang được bán với giá rất là rẻ, link mua hàng mình đã dưới phần video. Mọi người mua hàng thì kích vào link để mua hàng để ủng hộ cho mình nhé. Chào tạm biệt mọi người.